chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến hôm 17 tháng 6 vừa qua tàu chiến mỹ đã va chạm với một tàu hàng của philippines và hậu quả là bị thiệt hại khá nặng theo các tin tức chính thức trên truyền thông vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 tàu khu trục uss fitzgerald đã va chạm với tàu chở hàng acx crystal của philippines ở trong vùng biển nhật bản cách yokosuka khoảng 56 hải lý về phía tây nam sau vụ va chạm, những hình ảnh được đưa lên truyền thông cho thấy tàu chở hàng của Philippines bị xây sức nhẹ mũi tàu phía bên trái. trong khi đó tàu chiến của Mỹ bị hư hỏng nặng hơn. bên mạn phải của tàu bị móc một chỗ lớn. theo thông cáo của Hải quân Mỹ, tàu Fitzgerald bị hư hại ở phía bên mạn phải và chìm dưới đường mớn nước. vụ va chạm khiến nước tràn vào tàu. theo hình ảnh hiện trường, thiệt hại có thể thấy gồm cả radar bên mạn phải của tàu và phòng radar bên dưới nó. tàu Fitzgerald là tàu khu trục tên lửa dẫn đường thuộc lớp Alex Book. Nó vừa trải qua quá trình nâng cấp và sửa chữa hoàn thành vào tháng 2 vừa qua. Hiện nay tàu được triển khai tới Yokosuka, Nhật Bản, làm nhiệm vụ hỗ trợ an ninh và hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thông tin một tàu chiến thuộc lớp hiện đại nhất của Mỹ bị móp cả mạn phải khi va chạm với một tàu chở hàng khiến nhiều người đặt câu hỏi. Một con tàu với những radar hiện đại, các thiết bị tối tân trên tàu cùng với hàng trăm người thủy thủ trong đoàn đã làm gì? để xảy ra sự việc như thế. Ngay sau khi vụ việc được loan báo trên truyền thông, đã có hai giả thiết được đưa ra để lý giải nguyên nhân của nó. Một là thời gian diễn ra tai nạn là buổi sáng sớm, là lúc mà tầm nhìn bị hạn chế, những người điều khiển tàu cũng đã ở vào lúc mệt mỏi và đang nghỉ ngơi. Hai là xét từ vị trí va chạm, mũi tàu hàng đã đâm vào mạn phải của tàu chiến, cho thấy có thể là những người điều khiển hai tàu đã không hiểu ý nhau và không căn được tốc độ của nhau nên đã va chạm nhưng các ý kiến từ các nhân vật và cơ quan chức năng của Mỹ cho rằng tàu được trang bị rất hiện đại, cho nên nhiều khả năng nguyên nhân là lỗi ở con người. Giới truyền thông cũng xôn xao phán đoán. Một trang tin là Best China News còn mạnh dạn đặt vấn đề, khả năng tàu chiến Mỹ bị tàu hàng đâm là vì thuyền trưởng ngủ quên, không ra lệnh cho tàu tránh va chạm. Trang tin này phân tích, khác với tàu chiến, tàu chở hàng phải xem xét các chi phí kinh tế của các tuyến đường, do vậy các tuyến đường cơ bản là đường thẳng, lái tự động và chỉ cần ít người lái làm nhiệm vụ ngược lại tàu chiến có nhiều người vận hành như thuyền trưởng, sĩ quan, nhân viên radar dẫn đường hàng hải và nhiều nhân viên khác làm nhiệm vụ có nghĩa là khả năng quan sát đa dạng hơn ngoài việc điều hướng bằng radar tàu còn có nhiều thiết bị khác hỗ trợ lái do đó trong va chạm giữa tàu chiến với tàu hàng chủ yếu vấn đề là ở tàu chiến để chứng tỏ thêm khả năng toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã ngủ quên trang tin best china news phân tích thêm từ vị trí va chạm có thể thấy tàu chiến đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để ngăn ngừa va chạm trước khi nó xảy ra giả định nếu va chạm là khó tránh tàu chiến nên dùng lợi thế của tàu nhỏ để quay đầu xoay một góc lái lớn và cố gắng thu hẹp góc va chạm tránh tạo ra một góc tác động là 90 độ tác động vuông góc đặc biệt là trong điều kiện tàu hàng va vào tàu chiến rất dễ gây ra hiện tượng cắt tàu việc như vậy đã từng xảy ra trong lịch sử hải quân thưa các bạn vụ va chạm đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho tàu khu trục fiscal của Mỹ. Đến nay, thiệt hại đã được thống kê đầy đủ. Ngoài thiệt hại về trang thiết bị trên tàu, còn có 7 người thiệt mạng. Thưa quý vị, cũng vào thời điểm này năm ngoái, Việt Nam cũng đã bị một tai nạn quân sự nghiêm trọng. Đó là sự việc máy bay Su30 bị rơi xuống biển và sau đó là chiếc Casa đi tìm kiếm Su30 cũng bị rơi. Còn nhớ khi đó dư luận trên mạng Việt Nam đã đặt ra rất nhiều thuyết âm mưu. Có cả những người loan tin rằng ông chú ông bác hay ông người quen của tôi làm trong quân đội bảo rằng các máy bay rơi là do bị tàu ngầm Trung Quốc nó bắn. Giờ này, chắc dư luận mạng của Mỹ có khi cũng có nhiều người giàu trí tưởng tượng đang đặt ra thuyết âm mưu. Chẳng hạn như tàu hàng Philippines cố tình đâm tàu chiến Mỹ để lấy lòng Trung Quốc. Hoặc là thủy thủ đoàn của Philippines có những người là gián điệp của Triều Tiên. Và biết đâu, lại có cả những người đặt vấn đề rằng tàu khu trục hiện đại và loại nhất mà bị va đã móp sườn như vậy có thể là do công ty đóng tàu đã gian lận nhập thép chất lượng thấp của Trung Quốc để thi công con tàu này. Và cũng như ở Việt Nam năm trước, truyền thông chính thức đã phỏng vấn những nhân vật trong hải quân để hỏi về lý giải của họ. Ông Brian McGrath, một cựu chỉ huy hải quân Mỹ nói, đại dương bao la và những con tàu cũng rất lớn, nên nhiều người không thể hiểu nổi vì sao những chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Câu trả lời là, không có hệ thống nào hoàn hảo và trong hệ thống mà con người đóng vai trò quan trọng, thường dễ xảy ra lỗi ở con người Không biết công chúng Mỹ có tin lời ông McGrath hay không Chứ hồi Việt Nam tai nạn máy bay thì không ít những công chúng tin vào các thuyết âm mưu hơn là tin lời các phi công kỳ cựu như Nguyễn Thành Trung và Phạm Tuân Và nếu là ở Việt Nam, chắc sau lời ông McGrath, người ta sẽ tiếp tục truy rằng Nếu lỗi con người thì không lẽ cả 300 con người cùng lỗi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại